Ngày 24 tháng 1, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn BA05 cho biết vừa phá thành công chuyên án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng BA05 phát hiện nhóm đối tượng ngoài tỉnh đến địa bàn tỉnh Lạng Sơn có biểu hiện hoạt động lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt số tiền lớn. Đơn vị đã chủ trì phối hợp với văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh xác lập chuyên án mang bí số CNC1. Quá trình đấu tranh đã làm rõ các đối tượng Nguyễn Phi Thịnh sinh năm 2000 hộ khẩu thường trú tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Nguyễn Đình Thịnh và Nguyễn Xuân Thịnh đều sinh năm 2000 và có hộ khẩu thường trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đã mua các tài khoản Facebook đăng ký bằng thông tin của người nước ngoài để lập các fanpage có tên dạng hỗ trợ vay vốn nhanh. Sau đó đăng tải chờ quảng cáo bài viết với nội dung hỗ trợ vay vốn từ 10 triệu đến 200 triệu đồng, thủ tục nhanh gọn, khi có người vay tiền, các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cùng mã OTP gửi về điện thoại. Từ các thông tin cá nhân, người vay cung cấp, các đối tượng thông qua với điện tử Momo để rút tiền từ tài khoản ngân hàng của người cần vay. Sau đó chuyển đi các ví điện tử Momo đăng ký với thông tin giả đã lập trước đó để cho giấu nguồn tiền rồi mới chuyển đến tài khoản ngân hàng của cá nhân để chiếm đoạt. Cơ quan điều tra đã thu giữ 8 điện thoại di động, 7 thẻ ngân hàng và nhiều tăng vật liên quan của vụ án. Với thủ đoạn như trên, từ cuối năm 2021 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo hơn 100 người trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 500 triệu đồng. Ngày 22 tháng 1 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bị can, bắt tạm giam với các đối tượng Nguyễn Phi Thịnh, Nguyễn Đình Thịnh, Nguyễn Xuân Thịnh để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.